Alo, anh đang đứng đâu rồi? Rồi, em thấy rồi. Đây xe của chúng ta nè. Anh đang kiểm tra sơ qua xe đi với chơi mọi chứng minh cho mình. Chào mọi người, thì tháng 12 vừa rồi mình có đi Phú Quốc với bạn bè mình và lần đầu tiên thôi dịch mình sẽ hơi. Và sau đó mình cảm thấy rất là tốt và muốn chia sẻ ngay với các bạn. Nhưng mà đến tận bây giờ mới có thời gian ngồi lại đây mà nói với các bạn nghe về những điều đó. Mình tập tao cho mình luôn. Sorry các bạn. Và sau đây là 3 lý do chính tại sao chúng ta nên Phú Quốc bằng xe hơi nhé. Lý do đầu tiên, như các bạn đã biết thì Phú Quốc cũng như các thành phố biển khác thì cái nắng và cái gió của nó sẽ gắt hơn nhiều nơi khác. Cho nên là sử dụng xe hơi nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm hơn rất nhiều năng lượng và sử dụng năng lượng đó cho chuyến đi chúng ta sẽ tốt hơn. Và các bạn cũng đã biết thì Phú Quốc hiện tại nó giống như một cái đại công trường mà tất cả các công trình đang xây lên ồ ạt. Cho dù là đường xá nó có dễ đi hơn một chút nhưng mà cái khói bụi nó sẽ rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước. Cho nên để tránh những cái bụi đó các bạn nên đi xe hơi nhé. Điều thứ hai thì các địa điểm du lịch ở Phú Quốc mình cảm thấy nó khá là xa nhau ấy, 10 km, 15 km, 20 km, có khi đến tận 40 km, ví dụ các bạn đi từ Nam đảo đến Bắc đảo. Cho nên là đi xe hơi nó sẽ tốt hơn các bạn ạ. Điều thứ ba đó là việc mang đồ, chắc chắn là sẽ là mang đồ. Các bạn có thể nói là ok mang đồ thì nếu mà chúng ta đi bình thường có thể để hết đồ trong khách sạn, cái gì cần thì mang ra bỏ lên xe máy mà đi thôi. Nhưng thật ra nó sẽ rất là mất thời gian và quan trọng hơn là đôi khi chúng ta sẽ quên này kia đúng không? Nhưng mà đối với xe hơi thì sao? Các bạn chỉ có việc là bỏ hết tất cả đồ vào xe hơi và thế là đi thôi. Đến một nơi nào đó thì chỉ mang vài ba món đồ ra, cái nào cần thiết, ví dụ là máy chụp hình rồi đem đi chơi thôi. Còn tất cả cái đồ còn lại cứ để hết vào xe, thế là xong. Không sẽ mất, không sẽ thiếu, không sẽ dư. Và bình thường mọi người sẽ suy nghĩ đến việc mua đồ lưu niệm đúng không? Ví dụ Phú Quốc thì có thể mua rượu sim, các thứ. Nhưng mà đi xe máy thì để lên một xíu là hết chỗ rồi, rất là lĩnh chỉnh. Trong khi xe hơi chỉ cần bỏ hết vào cốp xe là xong. Đấy, và đấy là ba lý do chính. Còn về giá thì sao? Đương nhiên là đi xe hơi nó sẽ mắc hơn so với đi xe máy rồi. Nhưng mà mình thấy thật ra nó không chênh lệch quá nhiều các bạn ạ. Ví dụ như lần trước mình đi cái chiếc Fios, như các bạn đã thấy ở đầu video đó, thật ra nó chỉ có giá là 800 ngàn cho 4 người thôi. Các bạn muốn thì có thể thuê những xe rẻ hơn, ví dụ là VinFast Fadil thì nó khoảng 500 ngàn. Cộng kèm với ba lý do mình đã nói trên thì mình cảm thấy rất là chính đáng cho cái việc mà thuê xe này. Và mình hứa với các bạn luôn, nếu đi du lịch mà trong nhóm có nữ mà các bạn thuê xe hơi á, thì điểm tinh tế sẽ cộng lên cộng. Chắc chắn cuối cùng thì đặt xe ở đâu thì có rất là nhiều cách để chúng ta có thể đặt xe ở Phú Quốc được. Nhưng mà cái cách mình sử dụng lần trước là mình lên sử dụng cái app gọi là MiAuto. Các bạn có thể lên đó để sử dụng app. Việc sử dụng app này rất là đơn giản. Lần đầu tiên chúng ta đăng nhập thì chỉ cần chụp hình cái giấy phép lái xe hai mặt là xong. Và khi mà chọn cái xe ưng ý, các bạn chỉ cần trả trước 30% và 70% còn lại trong cái lúc mà nhận xe hoặc sau khi trả xe. Đó là tùy điều của bạn với người chủ xe nhé. Nếu mà các bạn muốn rẻ hơn thì có thể điều trực tiếp với anh chủ xe mà mình thuê lần trước. Mình sẽ để số điện thoại của anh ấy ở phần mô tả phía bên dưới các bạn nhé. Và thế là kết thúc video ngày hôm nay. Video này không có quảng cáo nên các bạn nếu cảm thấy thích video này thì hãy cho mình like, share và subscribe kênh mình nhé. Và nếu điều gì các bạn cảm thấy chưa thích hoặc là muốn đóng góp thêm hãy cho mình biết ở phần comment phía bên dưới. Chào mọi người, gặp mọi người ở video lần sau nhé. Bye.